Trong những ngày gần đây thì có vài cái thông tin khá là có cái được có thể coi là tích cực và đang được sử dụng khá là nhiều trong rất nhiều những cái lĩnh vực đặc biệt là cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản được cái người môi giới nói rất là nhiều và anh chị và các bạn đã có phản hồi hỏi thắng rằng là liệu cái lãi suất huy động của chúng ta được ngân hàng nhà nước cho các ngân hàng được phép là tiếp tục hạ cái lãi suất huy động xuống hay là do các ngân hàng những cái nhu cầu vốn thực sự của họ không cần nên họ hạ cái lãi suất huy động xuống để là cái tiền đề để hạ cái lãi suất cho vay giúp ích cho nhiều doanh nghiệp. Trong đó thì một trong số những cái doanh nghiệp, một trong những cái phân khúc của những doanh nghiệp mà được hưởng lợi nhiều nhất đó là lĩnh vực bất động sản. Vậy thì như anh chị và các bạn đã biết là đây là một trong những cái chủ đề mà thắng muốn trao đổi muốn nói muốn chia sẻ với anh chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay thì cái chủ đề này á thì nó thực sự mà nói á, thì nó sẽ là nặng về cái tính gọi là 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 định tính nhiều hơn là định lượng bởi vì thực sự là chúng ta rất khó để có thể định lượng một cách tổng thể tất cả mọi vấn đề liên quan tới cái cái số lượng người vay rồi cái số lượng người đang đến hạn phải trả rồi những cái áp lực liên quan đến lãi vay cụ thể của hệ thống ngân hàng nói chung và của cái lĩnh vực bất động sản nói riêng. Bởi vì chúng ta thực sự không có đầy đủ các dữ liệu và cũng rất có thể chúng ta có dữ liệu nhưng các cái dữ liệu đó nó hoàn toàn là chưa đầy đủ vậy thì nếu là định tính thì đó là cảm nhận cá nhân của thắng và cái cảm nhận đó thì nó có thể đúng hoặc cũng có thể chưa uh, chưa đúng hoặc nó chưa đầy đủ anh chị và các bạn cứ nghe theo cái hướng tức là chúng ta tham khảo thì lãi suất mà huy động suy giảm thì về lâu dài uh, trong 1 đến 3 tháng tới thì lãi suất cho vay sẽ sẽ có thể sẽ giảm điều đầu tiên mà chúng tôi muốn 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 anh chị và các bạn hiểu một điều là ông nào làm kinh doanh cũng muốn cái biên lợi nhuận của mình là nhiều nhất cũng muốn cái biên lợi nhuận của mình là cao nhất và không phải là câu chuyện mà ngay lập tức cái phần huy động được giảm xuống ép người gửi tiền gửi tiền đáo hạn cái kỳ hạn mới thấp hơn mà họ đã giảm ngay cái lãi suất cho vay đâu là bởi vì cái việc mà người dân đi gửi tiền thì nó là cái câu chuyện đó là ngân hàng chính là khách hàng của dân chúng nhưng còn uh, chủ doanh nghiệp á, thì là khách hàng, uh, của ngân hàng. Vì vậy, uh, khách hàng của ngân hàng vì vậy khách uh, hàng của ngân hàng muốn được hạ lãi suất thì nó còn khá là nhiều khê nhưng dù có hạ lãi suất đi chăng nữa thì uh, nó thực sự có có phải là một cái liều thuốc có thể uh, giảm đau được nền kinh tế làm cho lĩnh vực bất động sản có thể uh, uh, tốt lên tích cực hơn tăng giá tiếp theo hay không thì tháng xin được đưa cảm nhận là không có chuyện đó cái chuyện mà tốt mà tích cực chúng ta có thể nhìn thấy ngay và phải hiểu và nắm ngay đó chính là uh, khi lãi suất huy động mà có khuynh hướng là sẽ giảm hoặc là đang giảm thì cái lãi suất cho vay sẽ không có khuynh hướng tăng giá tức là không có khuynh hướng tăng và khi không có khuynh hướng tăng thì cái áp lực tăng lãi suất vay đối với không chỉ các doanh nghiệp mà đối với cả các hộ kinh doanh cả những người mà mua sử dụng đoàn bẫy tài chính đó là vay nợ ngân hàng để mua các cái sản phẩm bất động sản đến kỳ hạn phải trả lãi đến kỳ hạn phải đáo hạn thì không tăng thêm áp lực chứ không hẳn là đã giảm ngay được. Và dù có giảm được thì mức giảm sẽ là rất nhỏ giọt và chậm chậm từ từ, từ từng từ, 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 từng từ, từng từ, từng gọi là từng phần từng phần một. Từ đó chúng ta sẽ thấy được một điều đó là cái tác động lên thị trường bất động sản và tác động lên 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 các cái hoạt động của doanh nghiệp nói chung là nó sẽ chậm tức là nó bớt đau đi, nó giống như câu chuyện tức là chúng ta giảm đau kinh tế đúng như cái từ mà thắng hay để trên cái thumbnail của video đó là uh, giảm đau kinh tế. Tức là chúng ta sử dụng nhà nước đang sử dụng uh, các cái biện pháp để giảm bớt cái áp lực lên người dân trực tiếp vay ngân hàng cũng như là ngân hàng là một trong những đơn vị gọi là trung gian đóng vai trò là nòng cốt hướng được nhiều lợi ích từ cái biên lãi từ chênh lệch giữa huy động và cho vay thì ngay bây giờ người vay đang phải chịu áp lực thì ngân hàng cũng phải tìm mọi cách kể cả gọi là chịu đau về phía mình một chút để gỡ rối cho doanh nghiệp để giảm bớt áp lực và từ đó thì, thì các cái áp lực liên quan đến lãi vay tăng thì nó không có giống như những năm trước đó nó không có hoặc là nó chưa có chứ không phải là không có à, về mặt dài hạn anh chị và bạn lưu ý à bởi vì dài hạn đó, nó còn liên quan đến những cái câu chuyện ngoài cái kiểm soát của các ngân hàng đó chính là cái việc mà lạm phát đẩy nó có thể sẽ tăng lên vì một số cái chính sách cũng như vì một số cái vấn đề liên quan đến thiên tai à, liên quan đến thiếu thốn hàng hóa nhưng hiện nay thì chưa có trong ngắn hạn thì chưa có và như vậy thì chắc chắn rằng là những người đầu tư bất động sản sẽ 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 có thể chịu đau được lâu hơn. Thay vì có thể nhiều người thì chịu đau được 3 năm là hết cái khả năng uh, chịu uh, chịu lãi hoặc là vì cái lãi nó tăng nên người ta không chịu nổi nữa, người ta buộc phải bán ra và đẩy cho thị trường bất động sản uh, khó khăn hơn hoặc là những cái cái doanh nghiệp mà họ đang vay với cái lượng tiền vay của ngân hàng nhiều họ bị chịu những cái áp lực nhất định về cái lãi vay thì hiện nay họ chắc chắn có thể nhìn thấy được rằng là cái áp lực tăng lãi suất cho vay là chưa có hoặc là tạm thời là chưa có thì họ bớt đi áp lực hoặc là nếu như có những doanh nghiệp nào đàm phán tốt hoặc là những cái gọi là những doanh nghiệp có cái uy tín trong cái vay với ngân hàng hoặc là có cái 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 uy tín nhất định đối với ngành ngân hàng đang vay thì họ hoàn toàn có thể đàm phán được giảm bớt lãi vay thì như vậy là là giảm đau là hỗ trợ doanh nghiệp là chính là cái cái mà thứ mà 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 nhà nước muốn tức là nhà nước và ngân hàng nhà nước muốn rằng là không nhất thiết phải dùng tiền của ngân sách nhưng vẫn sử dụng các cái biện pháp ờ, nói trắng phớ ra là, là 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 gọi là những người nghèo hay là phần gọi là nó gọi là giải pháp cộng đồng ấy đa phần những người đang có tiền dư giả gửi ngân hàng thì cùng chịu đau với doanh nghiệp cùng chịu đau với nền kinh tế loại thế ờ, phân tích sâu hơn vấn đề này thì nó cũng không không được tốt lắm nhưng nó đại loại là mọi người cùng phải chịu 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 chung với cái cảnh như vậy thì doanh nghiệp là cái đầu tàu của nền kinh tế là những người vay tiền để phát triển kinh doanh đầu tư là đầu tàu của nền kinh tế và uh, họ đóng thuế họ góp vào ngân sách thì bây giờ thì dù chính sách gì đi chăng nữa thì các cái chính sách tài khoá chính sách vĩ mô đều phải có một cái khóc nào đó có một cái hướng nào đó để gỡ dối và để duy trì và đảm, đảm bảo rằng là, là những doanh nghiệp uh, có sức mạnh gọi là có sức khỏe tốt lại được thêm cái sự hỗ trợ giảm đau bớt đi thì được có thể sống tồn tại để phát triển để, để 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 vượt qua được cái cơn khủng hoảng hiện nay đang có, để vượt qua được cái suy thoái kinh tế hiện nay đang có và vượt qua được cái cái dịch bệnh hiện nay cũng như là duy trì hoạt động kinh doanh và nhờ đó thì doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững hơn, tránh những trường hợp mà đổ vỡ, gây mất việc làm, gây bất ổn xã hội, gây giảm thiếu và mất việc làm trên 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 diện rộng. Thì đó là cách họ đang làm. Để cách đó là cách khá là tốt mà tôi cho rằng là đấy nhá tốt thì rõ ràng là những cái mà anh chị và các bạn đang thắc mắc là cái câu chuyện lãi vay như vậy thì có tốt hay không nhưng lưu ý một điều nữa là cái phương pháp này cũng được sử dụng cho những năm 2008, 2009 và thậm chí 2010 nhưng mà một số cái biện pháp hiện nay thì họ sẽ 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 chấn chỉnh hơn quan tâm hơn và chắc chắn rằng là 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 cái việc mà mà sử dụng cái khoản vay hoặc là bật đèn xanh cho các các ngân hàng à, có thể vi phạm các cái nguyên tắc à, quá mức để dẫn đến các rủi ro về mặt à, hệ thống ngân hàng thì chắc chắn sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn à, và cái công tác chống tham nhũng của chúng ta thì thì chưa có dấu hiệu của câu chuyện dừng lại và nó vẫn đang tiếp tục thì trong cái buổi sáng hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là cái thông tin là à, bắt à, cựu bộ trưởng à, bộ công thương Nguyễn Huy Hoàng liên quan đến các vấn đề liên quan đến bất động sản rồi có thể từ đó nó sẽ phát sinh rất nhiều những cái liên quan khác thì chúng ta vẫn đang thấy được rằng là, là lò vẫn đang cháy rừng rực thì tất nhiên là các ngân hàng uh, kinh nghiệm trước đây của câu chuyện khá nhiều những ông chủ ngân hàng phải mặc áo kẻ sọc phải hầu tòa phải đối mặt với những án uh, ngồi tù lâu năm ví dụ như bầu kiên ví dụ như là uh, uh, bầu uh, bầu gì anh chị bạn uh, uh, ông uh, ông bình đông Á rồi Nói chung là nói đến những câu chuyện này chúng ta cũng không 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 thực sự cần thiết phải nói, nói nói cụ thể cái cái tên nêu tên từng người làm gì cả nó ảnh hưởng mà cũng không tốt đẹp gì cả. Nhưng họ hiểu được rằng là nếu như để cho ngân hàng à, tiếp tục vi phạm các nguyên tắc về về cho vay, tiếp tục vi phạm các cái nguyên tắc trong cái các cái chuẩn mực về quản trị rủi ro thì nó lại là hệ lụy sau này nên họ sẽ làm chặt, họ làm cẩn thận. Còn ngay cả những cái thông tin kiểu như là buổi sáng nay anh chị thấy hoặc là, là ngày hôm qua anh chị và các bạn thấy nó là nới rum cho một số hệ thống ngân hàng thì câu chuyện nới rum cho ngân hàng là điều tích cực thôi, điều tốt thôi, đó là rất là rất là tốt để ngân hàng có thể tại uh, gia tăng cái việc giải ngân. Mà anh chị và bạn nên nhớ lại một cái điều là um, nó thực ra nó chỉ là cái tín hiệu để giảm đau kinh tế nó không thực sự là 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 một cái gì đấy thúc đẩy cụ thể để anh chị và các bạn gieo rắc vào trong tâm trí nhà đầu tư rằng là đó là thông tin tích cực là bởi vì sao là bởi vì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta không thực sự, sự sử dụng các cái gọi là cái 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 cái, cái hỗ trợ trực tiếp giống như những năm những năm về trước mà chúng ta chủ yếu là là, là, là sử dụng các cái giải pháp nới mở rộng các cái cái quy định À, và sau đó chúng ta giám sát cái, các cái doanh nghiệp họ làm, giám sát ngân hàng họ làm và nếu họ làm sai thì chúng ta sẽ trích còi còn nếu như mà họ làm đúng họ làm tốt họ làm kiểm soát rủi ro tốt đánh giá rủi ro tốt thì chúng ta uh, tiếp tục để cho họ làm và chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục kiềm chế các lĩnh vực bất động sản trong những năm sắp tới để tránh những cái rủi ro nếu nó có thể xảy ra hoặc là lạm phát nó có thể quay trở lại chúng ta còn có những cái công cụ tài khóa để chúng ta uh, hỗ trợ điều hành. Đó là những gì mà thắng muốn chia sẻ kết hợp với video buổi sáng ngày hôm nay đó là video liên quan đến cái cảnh báo về trái phiếu của anh Phan Đình Khánh về việc đó là có nên đầu tư vào trái phiếu nói chung hay không và cảnh báo rủi ro liên quan đến việc là đầu tư vào trái phiếu lĩnh vực bất động sản à, phát đi những cái tín hiệu cần lưu ý như thế nào thì anh chị bạn có thể xem qua cái video mà tôi vừa đăng của buổi sáng nay à, của anh Phan Đồng Khánh đây là video nói chủ đề hơn về những cái tín hiệu tích cực của ngành ngân hàng đang phát đi cũng như chính phủ đang phát đi muốn giảm đau kinh tế và đó cũng là một cái chương trình đồng hành của thắng trong cái đợt sắp tới chúng ta sẽ bớt đi nói đi những cái vấn đề tiêu cực mà nói thêm những cái vấn đề gọi là làm giảm đau kinh tế làm hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp phát triển và mong rằng là đó là một loạt chương trình giúp ích cho anh chị và các bạn nắm đúng nắm trúng hơn những thông tin cũng như là giúp cho anh chị và các bạn hiểu đúng bản chất nhiều vấn đề hơn À, trong thời gian sắp tới thì thắng có thắng và anh em trong nhóm để tăng thêm cái nguồn kinh phí tiếp tục hoạt động thì thắng có có, có gọi là phối hợp với một đối tác à, à, phát hành sách à, bán một cuốn sách cho, giúp cho những người à, trong cái lĩnh vực gọi là làm treo, môi giới à, phát triển mối quan hệ à, đó là cuốn siêu cỏ thì ra đây là một trong những cuốn sách được à, chủ yếu nói về cái phương pháp cách cách thức để à, phát triển cái mối quan hệ và giúp ích cho các câu chuyện kinh doanh à, câu chuyện phát triển doanh nghiệp câu chuyện à, tìm kiếm các thông tin đầu tư à, thì nếu anh chị và các bạn có nhu cầu à, muốn hiểu hơn một số phương pháp mà người mỹ à, đã làm để phát triển à, những cái mối quan hệ của mình để đem lại những cái lợi ích cho cái câu chuyện làm ăn kinh doanh đầu tư của mình thì vui lòng à, đăng ký với thắng bằng việc là hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện qua số điện thoại 0988 277 685 hoặc là anh chị và các bạn đặt sách uh, siêu cò uh, qua cái đường link thắng để ở ở dưới cái phần mô tả nội dung của video này và rất cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cũng như ủng hộ nhóm chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh chị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và luôn luôn có tràn đầy năng lượng, sức khỏe cũng như là có những quyết định thông thái để đưa đến những cái khoản đầu tư tốt cho cho cho, cho bản thân mình, cho gia đình và cả ngày càng tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.